Khi bình thường mà anh Tiến đi massage thì đấy, nó cũng là 5 lít 9 đô. Đấy là 590.000 đô. Tâm mà có được lần thôi. Tâm tâm á? Mỗi lần thì có được lần thôi. 8 lít. Thay vì đấy mà có 3 lần hở massage, thằng mua cái này về nó trọn đời luôn. Số lần này cứ trả vào là được. Có lần tâm đi 1 triệu rồi. Ồ thế á? Đấy, có lần là tâm đi cả kiểu. Con 40 suất thôi. Con 40 suất. Cái này cho bao nhiêu đây? Bao nhiêu suất đây? 100 suất. Còn 40 suất nữa thôi mọi người nhá. Đấy, bình thường nha, các ông nha, không đùa đâu, cái này là thật thực thế luôn. Bây giờ nhá, đi làm gì mà sao? Đi làm gì? Tâm mất cả tiêu bạc. Tâm là nhân chứng sống. Tâm đây là cái này. Cả anh Tiến thì anh Tiến thì có 500 mấy nghìn thôi. 300 rưỡi. 599.000. Em đứng đây trả tiền này. Hai ông xuống massage em đứng trả tiền này. Nhưng mà anh, nhưng mà cái gói của anh 350, kêu mình xuống trả tiền massage mà. Không. Đấy. Cái này, cái con máy này thì không dùng cơ chế xung điện khiến người dùng giật mình, đặc biệt là những người già nha mọi người ơi. Ông bà bố mẹ khi dùng cái này thì sẽ không bị giật mình đâu ạ. Cái này thì có hai chế độ massage, đấy là massage toàn diện và massage gián đoạn. Massage toàn diện thì massage liên tục, bóp sâu vào từng thời cơ nha.